Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, sáng ngày 27 tháng 10, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức một sự kiện quy mô quốc tế, đó là Triển lãm Thương hiệu và Giải trí Hàn Quốc KB 2022. Tại sự kiện lần này, Jeong Shin Bio đã kết hợp cùng công ty cổ phần giải pháp sức khỏe và sắc đẹp Thành Lộc, thương hiệu THL, nhà phân phối độc quyền các sản phẩm xứ Hàn từ nhà sản xuất Jeong Shin Bio, tổ chức gian hàng quảng bá và giới thiệu sản phẩm nấm súp lơ lên men, một sản phẩm thực phẩm quý hiếm giúp nâng cao sức khỏe vô cùng hiệu quả cho người tiêu dùng. Trong ngày khai mạc 27 tháng 10, gian hàng quảng bá nấm súp lơ lên men của công ty Jeong Shin Bio Hàn Quốc kết hợp cùng THL đã thu hút một lượng lớn khách hàng đến tham quan và mua hàng. Điều này cho thấy sự quan tâm và nhu cầu rất lớn của người tiêu dùng Việt Nam đối với các thực phẩm giúp nâng cao sức khỏe có xuất xứ từ Hàn Quốc. Công ty cổ phần giải pháp sức khỏe và sắc đẹp Thành Lộc THL cũng thể hiện mong muốn thông qua sự kiện KB 2022 lần này, các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ Hàn Quốc được phân phối bởi THL sẽ ngày càng lan tỏa rộng khắp, phục vụ tận tay người tiêu dùng Việt Nam nhiều hơn nữa, bởi đây là một trong những sản phẩm có chất lượng cao từ xứ sở kim chi. Tại sự kiện, bà Ki Cha Chang, chủ tịch Tổng giám đốc của công ty Jeong Shin Bio nhận định: ngày hôm nay đến thời điểm bây giờ, tâm trạng của tôi là cảm thấy rất là hào hứng cũng như là rất là hạnh phúc, bởi vì chúng tôi thấy rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến cái sản phẩm này, nên tôi đánh giá trong tương lai sản phẩm này sẽ có rất nhiều cơ hội để có thể phát triển tại thị trường Việt Nam, nên tôi nhìn được cái tương lai tươi sáng đó. Và sản phẩm này thì tôi rất tự tin bởi có rất nhiều những cái tính năng cũng như hiệu quả tốt cho cơ thể, nên nếu trong tương lai người tiêu dùng Việt Nam được biết tới và dùng thì cũng sẽ giúp để cải thiện sức khỏe rất tốt. Và trong tương lai thì tôi cũng rất mong muốn là cùng hợp tác với nhà phân phối độc quyền THL để có thể đưa nhiều sản phẩm hơn nữa sang Việt Nam để nhiều người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận được sản phẩm này. Trong tương lai, chúng tôi cũng như là THL cùng cố gắng để phát triển sản phẩm này tại Việt Nam. Phát biểu tại triển lãm, ông Lã Hùng Thép, giám đốc điều hành công ty cổ phần giải pháp sức khỏe và sắc đẹp Thành Lộc cho biết, Jeong Shin Bio và THL rất hân hạnh khi được tham gia sự kiện triển lãm KB 2022 và giới thiệu sản phẩm tới thị trường Việt Nam một cách trực tiếp, mang tới cơ hội trải nghiệm sản phẩm nấm súp lơ lên men đến với người tiêu dùng Việt Nam. Chia sẻ tại sự kiện, bà Lã Thị Quỳnh Thoan, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần giải pháp sức khỏe và sắc đẹp Thành Lộc nhấn mạnh: trong cái hành trình mà đi tìm hạnh phúc á, thì mình cũng rất là mong muốn chia sẻ cái niềm hạnh phúc đó tới tất cả mọi người, thông qua và đưa đến cho những người dùng cũng như là các cái bệnh nhân hay là các khách hàng gần xa về cái sản phẩm nấm miễn dịch của bên mình. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà bên Thành Lộc cũng như là cá nhân mình cũng rất là tâm đắc, và mình cũng đặt cái niềm tin vào cái sản phẩm bởi nó có một cái giá trị rất là đặc biệt cho sức khỏe của người dùng cũng như của bệnh nhân. Vì thế nên mình cũng mong muốn trong cái hội chợ lần này, cái sản phẩm của mình sẽ được lan tỏa và được rất là nhiều những cái bệnh nhân cũng như là các khách hàng dùng và có những cái hiệu quả thực sự, thì đấy là một cái niềm hạnh phúc của riêng mình. Đánh giá về sản phẩm dưới góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Thái Biềng, đại tá, thạc sĩ, bác sĩ, chủ nhiệm bộ môn dược lý, Học viện Quân y, chuyên gia tư vấn cấp cao của THL cho biết: Sau khi nghiên cứu tìm hiểu kỹ về sản phẩm này và chúng tôi đã bắt đầu sử dụng sản phẩm cho bản thân và gia đình, và tôi cảm nhận đây là một trong những loại sản phẩm cực kỳ tốt, có hiệu quả cao trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị bệnh, giúp tôi tăng cường sức khỏe. Và lời khuyên của tôi đối với tất cả mọi người, chúng ta ai cũng nên sử dụng sản phẩm này vì nó rất an toàn, đồng thời có hiệu quả rất là tốt trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị bệnh. Một cái sản phẩm đến từ Hàn Quốc không chỉ có tác dụng tăng cường sức khỏe mà còn tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng để chống lại bệnh tật, hỗ trợ điều trị ung thư, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý mãn tính. Nó sẽ trở thành một sự lựa chọn số 1 đối với tất cả chúng ta, và ai cũng có thể dùng, ai cũng nên dùng. Gian hàng của nấm súp lơ lên men nằm ở vị trí F15 tại triển lãm KB 2022. Triển lãm dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27-28 tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội. Quý khách quan tâm tới sản phẩm và các thông tin liên quan vui lòng liên hệ với ông Lã Hồng Thép, giám đốc điều hành công ty cổ phần giải pháp sức khỏe và sắc đẹp Thành Lộc. Số điện thoại 0926 666 900 hoặc 0978 818 918.